xong được ơn gì của Chúa. Kính thưa cha, bây giờ con được tạ ơn là con là tháng cách đây 4 tháng chúng con cũng về điểm giáo điểm tin mừng này cầu khấn để cái là được cai thuốc. Được gì? Cai thuốc. Cai thuốc. Thuốc gì? Vừa thuốc lào vừa thuốc lá. Ông vừa thuốc lào vừa thuốc lá. Ông vậy là hút thuốc lào với thuốc lá vậy là bao nhiêu năm? Từ năm 12 tuổi, năm nay là 66 tuổi. 12 tuổi đã biết thuốc lào và thuốc lá rồi, bây giờ là 60 mấy tuổi? 66 tuổi vậy là 54 năm. 54 năm thuốc lào, thuốc lá mà nhờ đâu ông bỏ được sau 54 năm ông ở trong đi mây về gió. Nên là con xin Chúa với là cha và cộng đoàn cái nào cầu nguyện cho chúng con, vậy là chúng con giúp chúng con để chúng con bỏ. Nên là con đi khám bệnh ở bệnh viện huyện ấy, thì nó nói là bệnh phổi của chú là phải bỏ thuốc, không bỏ thuốc thì chữa không khỏi. Nhưng mà con cảm thấy như thế là con bỏ. Bây giờ chú muốn bỏ nhưng mà sợ bỏ không bỏ công rồi, sợ không bỏ công rồi, tức là hút thuốc lâu quá bỏ nó cũng khó, cho nên con phải cầu nguyện cho chú với cha cộng đoàn cùng phù hộ cho con để con bỏ thuốc được 4 tháng nay rồi. À, bỏ được 4 tháng này rồi, hallelujah. Rồi còn ơn gì nữa? Sao ông biết được các điểm tin mừng này, ông đến đây ông cầu nguyện để được cái ơn bỏ thuốc lá sau 54 năm? Tức là chúng con á, thì coi là con cũng tự đi lên nhà thờ của làng một, nhưng mà coi là con cha cũng cho một cái máy nhưng mà không biết nghe. Thế có một cô là cô gì là cái ở cùng xóm đến cầu Chúa đây, xong là bắt đầu lên với điện cho con, thì con mới cùng đi. Đợt này con phải mượn tiền của cô 300 con số. Mượn 300 ngàn để ông đi xuống đây à? Tôi cho ông mượn, tôi cho lại ông 300 ngàn nha. Cảm ơn cha. Rồi tí lấy xong ông vô tôi đưa ông đúng 300 ngàn để ông trả cho cô ấy. Cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, đây tặng cho ông. Có chưa? Có rồi, nhưng mà con ấy thì muốn xin với cha là về cho 3 người ở cùng xóm. Là một người khát khao là không có tiền mua. Nó cứ nói mấy lần rồi. Thế anh chị em, có những con người họ khát khao, còn có những người thì có thừa mà không thèm nghe. Đây tặng cho ông cái cuốn sách Con đường tí thác. Có rồi. Cũng có luôn, mà ông này cũng khá thật đấy chứ. Ông cần đi xin cho người ta thôi, ông gì cũng có. Rồi tôi tặng cho ông đúng 3 cái máy nha. Đây, cho 3 người, phải không? Đây, 3 người. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông mạnh dạn ra đi, loan báo lòng Chúa thương xót cho người khác. Còn ai bỏ Chúa đâu?